Thank you.
Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và chỉ vài ít phút nữa thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ tiến hành chương trình vào một khoảnh khắc rất là quan trọng của nữ xinh đẹp của chúng ta, Thập Tam Muội. Và cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý, chúng ta sẽ cùng vui lòng ổn định chỗ ngồi, dạ, để cho chương trình của chúng tôi được diễn ra thành công và tốt đẹp.